Trên tay tôi đang là một cái giá đỡ dạng bí dính của Visen. Đây là hàng chính hãng. Thì các bạn mở cái tem niêm yết này ra. Bên trong thì chúng ta sẽ thấy là có một cái logo của Visen. Xoay. Tạm thời chúng ta sẽ để củ bi xoay ở trên đây. Xem ở trong có gì không. Mình thấy ở trong hộp có một cái bìa giấy. Trong cái bìa giấy này thì có một cái sử dụng này và một số cái miếng dán 3M để mà chúng ta sơ cua. Thấy là Visen hướng dẫn chúng ta dán cái miếng dán 3M này lên điện thoại. Trong cái miếng dán 3M này thì có một cái đế hút chân không giúp kết nối với cái củ bi này. Việc đầu tiên là chúng ta hãy chọn lựa cái vị trí thuận lợi ở trên xe và chúng ta muốn dán cái miếng 3M này vào. Ở trên xe này thì thông thường là cái vùng giữa này là cái vùng tiện lợi nhất, nhưng mà bây giờ thì tôi đang để tạm cái máy khử mùi lên. Tôi cũng có thể là dán lên nắp của cái máy khử mùi này, hoặc là tôi chọn một cái vị trí khác. Ví dụ như là một số người thì thường là người ta cũng có thể lựa chọn những cái vị trí như là trên ngay trên nắp tay lái như này, nhưng mà tôi thì nó hơi vướng nếu mà để ở đó, hoặc là chúng ta có thể đặt ở trên kính này nếu mà các bạn dán đủ chắc đó. Bây giờ tôi sẽ thử dán lên trên cái bề mặt mùi này. Nếu không có máy khử mùi thì chúng ta sẽ dán thẳng ấy thôi. Bóc cái chúng ta đây là chỉ là chọn vị trí thôi. Ta bóc cái miếng dán 3M cái máy của bi hút dính này. Chú ý là lần đầu chúng ta nên lau sạch cái này, cái bề mặt của dán. Sau đó rồi chọn cái vị trí mà các bạn muốn dán cho nó vừa hợp. Kia thì các bạn hãy lấy cái miếng dán 3M ra và dán lên trên cái thỏi các bạn như thế này. Đó. Khi mà các bạn dán lên ở vị trí phù hợp thì chúng ta bắt đầu sử dụng. Rất là đơn giản đâu, giờ có thể kết nối được rồi. Xoay các hướng mà bạn muốn, bởi vì bây giờ nó là đầu bi rồi. Đó. Các bạn có thể xoay các hướng mà mình muốn. Các bạn sử dụng điện thoại thì chỉ cần nhấc ra, sau đó lại đặt vào, nhấc ra và đặt vào. Thì miếng này nó hút rất là chắc chắn, nên là thậm chí là các bạn có thể thao tác ở trên cái màn hình này, không có vấn đề gì. Cái việc thoải mái thao tác, lựa chọn các cái ứng dụng như là nghe gọi hay là sử dụng bản đồ, hoặc là sử dụng làm camera hành trình hay là gì thì tùy các bạn. Khi mà các bạn muốn nhấc nó ra thì chỉ cần nhấc này là được. Thì còn cái logo Visen này là các bạn đã sử dụng rất là tiện. Đây là một trong những cái loại giá đỡ tiện ích và thao tác nhanh nhất mà rất là nhiều người yêu thích hiện nay. Để xem thông tin chi tiết về cái sản phẩm này thì các bạn có thể ghé website yêucongnghe.vn để biết thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh Yêu Công Nghệ nhé các bạn. Hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube Yêu Công Nghệ của chúng tôi để theo dõi nhiều hơn những clip mới hàng ngày nhé.